Rồi, tổng thể chào các bác. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng, thì chúc cho toàn thể anh em có một sức khỏe và một tháng mới thật nhiều may mắn. Thì chủ đề ngày hôm nay thì em quay clip, thì một tháng vừa rồi thì định kỳ thì ngày 15 thì nó mưa to quá, và mấy ngày nay mưa trong tháng vừa rồi thì cây mai của miền Bắc chịu ảnh hưởng rất mưa rất nhiều. Và bây giờ là hiện tại là cũng đang chuẩn bị sẽ ảnh hưởng của bão. Kiểu gì thì cũng sẽ mưa, thì đợt nó vẫn cứ đi, thì đấy là một cái gọi là cái bất lợi cho anh em miền Bắc. Thì ngày hôm nay mùng 1 thì cũng là đầu tháng, định kỳ bón phân, thì buổi sáng nay em bón rồi, công việc nó cũng mải quá, thì hôm nay là bón phân hữu cơ. Thì phân hữu cơ của em gồm có phân phân lợn, bioga, hoai mục, hoặc là phân phân tằm. Phân tằm đây anh em. Phân tằm thì em cũng rải trên bề mặt, hay là phân hữu cơ là tự làm thôi. Thì nhiều anh em không có phân hữu cơ thì chúng ta có thể là bón phân gà nén mua sẵn, hoặc là phân bò, hoặc là phân, nói chung là tất cả các loại phân, phân cá, hoặc là phân humic có sẵn. Đấy, thì hôm nay thì quay cho anh em xem, thì đến bây giờ thời điểm này thì anh em miền Bắc thì gần như là nụ nó đóng hết rồi. Còn những cây nào bị bé thì chúng ta phải tăng tốc, chúng ta có thể là phun trên trên lá để cho nó kịp thời. Thì cái giai đoạn là quan trọng nhất để chúng ta kích nụ. Kích nụ là vấn đề, là kích cho nụ to, nó mập, nụ mập, để cho khi chúng ta vặt lá thì cái nụ của chúng ta nó chắc khỏe và nó to nhé, nó mập. Thì hôm nay thì em cũng có một số cái lưu ý để trong cái mai, trong cái tháng này. Thì tháng này bây giờ nó đã xuất hiện là sương muối, và bắt đầu là miền Bắc có sự rét, không khí lạnh rồi. Không khí lạnh thì giờ nó chỉ mát thôi, nhưng mà đến thời điểm này, chu kỳ từ giờ đến khi vặt lá là thời gian bắt đầu rét, có nghĩa là gần ngày tháng 9 đúng không, thì chúng ta tính còn khoảng 60 ngày nữa. Coi như những cây mai nào vặt lá thì nó rơi vặt lá, với vấn đề là nở tự nhiên nhá, em đây em đang nói về vấn đề là nở tự nhiên, thì chỉ còn 60 ngày nữa là chúng ta có thể là xuống lá để vặt lá rồi. Thì chúng ta thời gian này chúng ta phải tăng tốc tăng tốc cho cái nụ của mình nó to. Thì trước tiên, đầu tiên, những cái mai nào nụ nhỏ thì anh em có thể là phun trên trên tàn lá trực tiếp, như cái video là trước em cũng hướng dẫn cho anh em xem rồi đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng cái lân, quên, NPK có tỷ lệ là 10 30 20, hoặc là 6 30 30, nhưng em vẫn dùng ấy, thì là 60 30 30, hoặc là cái đầu trâu là 7 là 1 đấy, là cái tỷ lệ NPK là 10 20 30 đấy, có nghĩa là tỷ lệ lân và kali cao. Thì chúng ta phun trên lá này nó hấp thụ trực tiếp này, thì nó làm nụ rất là nhanh đấy. Và thứ hai nữa, anh em có thể là kết hợp, bây giờ đến thời điểm bây giờ nhé, đối với anh em Bắc đây là em làm video riêng để cho anh em miền Bắc thôi, chúng ta có thể là kết hợp tỉa bớt những cái lá nó không có đóng đụ kim, nó không đóng đụ nhé. Đây em ví dụ như buổi sáng này là em cũng vừa bón phân và cũng tỉa bớt lá rồi này anh em này đấy. Thì đây em ví dụ như luôn, chẳng hạn như là không phải cái một cái nách nào nó cũng có một nụ đâu anh em ạ, chứ không phải là cây nào cũng thế thôi. Đấy, ví dụ như cây này thì anh em có thể tỉa bớt vợi những cái lá mà nó không có nụ đấy, để nó dồn dinh dưỡng vào, nó để nuôi nụ này nó to. Thì những cái cây của em ấy thì là cũng tỉa bớt rồi đây, những cây này cũng thế, là cũng tỉa này anh em này, nó đóng nụ, những cái nụ này nó bé này. Thì bắt đầu chúng ta có, bây giờ chúng ta có thể chia ra từng cái cây một, chẳng hạn như cây đây, cây như của anh em nào mà nụ nó bé như thế này thì chúng ta, như cây này thì em sẽ phun 1 đến 2 lần nữa, một lần để cho nó, chúng ta kiểm tra những cái nụ của chúng ta nó đạt hoặc nó to, thì chúng ta sẽ dừng lại. Đấy là phun và bón phân trên lá, trực tiếp trên lá nhé. Còn những cái nụ mà nào mà nó to thì chúng ta có thể là căn chỉnh để cho nó từ giờ đến khi vặt lá cái nụ của mình nó to, nó chắc, thì khi mà cái thời điểm mà nó làm hoa thì nó sẽ rút ngắn, thì lúc đó là cái hoa của mình ấy, thì nó sẽ khỏe hơn. Nó khỏe hơn là lý do vì sao, ví dụ như là cái nụ nó bé, chẳng hạn như nụ nó bé như này mà đến thời điểm vặt lá thì bắt buộc nó sẽ cho ta, là ví dụ như bình thường ấy, là cái nụ to thì nó sẽ nở ra cái nụ, cái này nó sẽ nở ra 5 đến 7 bông hoa, còn cái nụ bé ấy, thì nó sẽ tỷ lệ hoa nó sẽ ít đi đấy anh em nhé. Đấy thì là một cái nhược điểm thứ nhất. Là nhược điểm thứ hai nữa là khi mà chúng ta không chăm được nụ, không chăm được nụ nó to ấy, thì có nghĩa là cái nụ nó ít là một này. Thứ hai nữa là
cái chu kỳ vặt lá của chúng ta nó sẽ kéo dài hơn vì nó bé, thì bắt buộc chúng ta phải vặt lá sớm hơn đi. Đấy là cái hai cái nhược điểm mà chúng ta khi mà cái nụ nó bé thì từ từ bây giờ là chúng ta phải tăng tốc. Cái thời điểm này là thời điểm quan trọng nhất, là từ giờ đến khi vặt lá là chúng ta phải anh em phải căn chỉnh cái cây của mình để nó có cái nụ nó hợp lý, nó to và nó khỏe, nó chín. Khi mà cái này nó chuyển thành mỡ gà này, đấy, cái màu mỡ gà, như ví dụ như cái gân này này chẳng hạn, đấy cái nụ này, đây em đang nói là khi vặt lá và chúng ta nó chuyển dài như này thì nụ của chúng ta đạt. Đấy, thì nhà vườn có những nhà vườn họ chăm thì mình chỉ đạt được tầm khoảng 7 đến 80% là đạt được rồi, có nụ là được rồi, chứ không cần phải nụ quá nhiều đâu anh em ạ. Quá nhiều thì nó cây nó sẽ mất sức, mà thật ra cái thì cây mai của mình ấy, nó không phải là cho nở hết hoa được đâu anh em ạ. Thì mà anh em mình chơi thì tầm đến mùng 7 mùng 8 Tết là chúng ta phải nuôi ra đồi, thì còn lúc đó thì thật ra thì cái lúc đó cái nụ của chúng ta nó còn lại, nó chưa nở được thì rất nhiều, lúc đấy chúng ta đã bỏ vứt đi rồi, thì cũng không cần thiết phải đến mức độ là chúng ta phải quá gọi là quan trọng vấn đề là cây nó quá quá sai nụ đâu. Thì như cây này nhá, anh em thử xem đấy, nụ đây, nụ như thế này thì những cái cây mà nụ nó như thế này rồi này. Đấy thì nó cũng gọi là vừa đối với anh em miền Bắc, thì những cái cây này là em sẽ không bón bất cứ một loại phân gì nữa, vì cái cây này là anh em có thể là xem video là em cũng quay thường xuyên đấy, thì em chỉ mới có bón 1 đến 2 lần cái NPK và gốc thôi, chứ không dám phun, vì phun cái này là nó phun vì nó sẽ nó phóng ra ngay đấy, kết hợp với mưa là nó sẽ phóng phóng hoa ra ngay. Đây cái hoa vừa rồi em nhìn đây này, nó như thế này luôn này anh em này, đấy nó sẽ nở ngay đấy. Thì những cái nụ to mà cây anh em có thể là xem kỹ này, cây nụ nó to như thế này rồi mà cây cảm giác mà nụ nó to thì chúng ta sẽ ngừng, không bón một tất cả các loại phân hóa học NPK là gì nữa, kể cả phun, thì chúng ta sẽ định kỳ bón là phân hữu cơ cho cây mai, tạo sức cho cây mai nó khi mà vặt lá xong thì nó có cái sức để nó trổ hoa. Thì hôm nay chia sẻ cho anh em một cái tâm sự cho anh em với một số cái ý kiến là như thế. Thì, đối với những cây mai mà nụ nó như bé nha anh em nhé, thì chúng ta có thể tỉa vợi vớt những cái lá rong như thế này. Đây đây em ví dụ luôn này, đây chẳng hạn như một cái cành như này đúng không, chứ không phải là một cái nách lá nào nó cũng có đóng nụ cả. Đây, ví dụ như thế này, đấy là những cây nụ bé nhé anh em nhé, thì anh em có thể tỉa những cái lá này đi này. Đấy, tỉa những cái lá mà không có nụ này, nó không đóng nụ này, anh em ví dụ luôn này, đúng chưa? Cái nách lá này nó không có nụ đúng không? Đấy, còn cái nách lá có nụ anh em để luôn này. Bây giờ chúng ta bỏ cái này đi, bỏ vợ đi là sẽ chỗ này nó sẽ trổ hoa đấy. Vì bây giờ cái dinh dưỡng nó sẽ dồn. Nếu vứt vứt lá này đi, nó dinh dưỡng này nó không đến lá này nữa mà nó sẽ đến luôn cái nụ này, nó sẽ nở nụ. Anh em hiểu ý chưa? Đấy là đối với những cây mai mà nụ nó bé, nó nhỏ thì chúng ta phải dùng cái biện pháp, đây là cái biện pháp mà em cũng dùng hay mọi năm, là cái thời điểm này là em cũng tỉa bớt những cái lá này đi. Đây. Vừa rồi thì anh em cũng nhìn nó đây, đây thì anh em có thể xem đây. Đấy, có cành thì nó có cành thì nó cũng không không, không có đây. Đấy, có nụ có cành thì có nụ mà có cành thì nó không có. Cái lá nó có mà có cành nó không có. Đấy, anh em có thể là tỉa những bớt những cái lá đây chẳng hạn như này. Đấy. Cái lá này đây là thường xuyên. Đấy, cái lá này đúng không? Đấy. Thì nó sẽ nếu đối với nụ bé, em giải thích luôn này, đối với những cái nụ bé như này thì cái lá này chúng ta tỉa đi thì dinh dưỡng của nó không lên cái lá này nữa, mà nó sẽ vòng lên xuống đây, nó trải nhựa về cành này để nó nuôi cái nụ này chúng ta mập lên. Đấy thì đấy là một cái gọi là cái biện pháp để chúng ta tăng cường cái nụ cho mình của mình nó to. Đấy, đúng chưa? Thì tỉa bậy bớt những cái lá rong này đi, cái lá mà nó không có nụ, anh em hiểu nghe kỹ chưa? Có nghĩa là những cái lá mà không có nụ nợ nụ đóng nụ thì chúng ta nên tỉa bớt đi. Đấy, nhưng cây này thì em nghĩ là nó thuần thời tiết rồi, thì em cũng chỉ tác động một vài lần gọi là bón phân để nó tạo nụ thôi, chứ còn giờ không dám kích. Đây là gọi là tạo nụ khác và kích nụ khác nhé anh em nhé. Tạo nụ là chúng ta phải tạo nụ từ tháng 7 để chúng nó dừng đi đọt để nó đóng nụ. Đấy, còn kích nụ thì bây giờ là chúng ta có nụ rồi, đóng nụ rồi thì chúng ta phải kích nụ lên. Kích làm sao? Kích là để cho nụ nó to nó mập, chứ không phải là kích nụ để nó nhiều đâu anh em nhé. Đấy, anh em phải hiểu rõ cái vấn đề đấy, là chứ không phải là cứ bây giờ cứ phun kích nụ là nó sẽ nụ ra nhiều nhiều, không phải. Kích nụ tạo nụ là chúng ta phải tạo nụ từ tháng 7 thì bắt đầu nó mới có nụ được, còn khi mà có nụ rồi chúng ta phải kích nụ. Kích nụ thì để kích nụ cho nó để nó to nó mờ nó khỏe. Khi vặt lá thì
cái nụ của mình nó mập nó chín thì cái năng suất đạt tỷ lệ hoa thì nó nhiều hơn. Đấy, ví dụ như cây này chẳng hạn, nụ nó bé hơn cây kia đúng không anh em? Đấy. Thì như cây này là sáng nay em cũng tỉa bớt rồi này, tỉa bớt những cái lá rong này rồi. Biết bớt những cái lá mà mắt lá nó không đóng nụ thì chúng ta tỉa đi để nó dồn dinh dưỡng vào nó nuôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta anh em có một vài cây chúng ta lựa chọn ra những cây nào nụ bé, nụ to để chúng ta có một cái gọi là cái kế hoạch chúng ta chăm riêng. Đây, cái cây này thì nở lai dài từ tháng 7, tháng 6, tháng 7 cơ. Đấy. Thì lá nó già trước này, anh em lại đây không phải lá bệnh nhé, lá là già nhé. Cái cây này là em cũng không tác động một tí gì về vấn đề là phun trên lá và bón NPK dưới gốc. Không phải có bón tạo nụ nhưng mà không kích nụ, anh em nên nhớ là như thế. Đấy thì cái video ngày hôm nay chỉ gọi là nói cho anh em có một cái vấn đề là chúng ta tăng tốc nụ thì dưới gốc thì chúng ta bón cái gì cho nó mập. Thì hôm nay em chia sẻ luôn là chúng ta bón phân hữu cơ thì gồm có phân humic. Cái phân anh em cố gắng mua được cái phân humic thì là đấy là nó gồm có những cái thành phần để giúp cây chúng ta nó khỏe và bộ rễ của chúng ta nó phát triển tốt, thì nó tạo tiền đề cho cây đã khỏe rồi thì nụ nó sẽ khi mà vặt lá thì nó sẽ bật nhanh, rất nhanh, và nó cây nó không bị mất sức sau khi mà cho hoa ra Tết. Với hai nữa là chúng ta phải phòng ngừa cái thằng bây giờ là cái thằng bọ trĩ nha anh em nhé, nhớ này, khi mà cái những cái này lá nó già đúng không, giờ từ giờ là đi đến khi vặt lá thì bắt đầu nó không ra đọt non nữa, ví dụ như là không ra đọt non đây cái đọt này chẳng hạn, nó khi mà ở miền Bắc ấy, nó rét ấy, thì là chắc chắn cái đọt này nó không đi nữa là nó dừng, thì bắt đầu nó thằng bọ trĩ nó lại quay lại nó cắn phá cái nụ này. Đấy, cái nụ xanh này thì chúng anh em cứ để ý mà xem, nó bây giờ nó cứ non mà nó xanh là nó vào nó chích thì anh em phải phòng cái bọ trĩ. Và thứ hai nữa, anh em có thể là một tháng một lần anh em có thể mua cái canxi bo, chúng ta bắt đầu phun từ giờ tháng này và tháng sau 2 lần, hoặc là chúng ta mua cái cam bi nhật ấy. Cam bi nhật nó có thành phần sắt, kẽm, canxi, magie và tất cả các loại gọi là trung vi lượng thì giúp cây mai nó khỏe. Thì như em ấy thì hàng năm là em cũng có thể là kết hợp một tháng này em phun canxi bo và tháng sau em sẽ phun cam bi nhật. Đấy thì cái ngày cái tháng này và tháng sau thì chỉ chú trọng hai cái vấn đề đấy, và cứ cách 15 ngày thì chúng ta sẽ bón. Nếu như cái nụ nào chúng to, cây của anh em nụ to thì chúng ta bón dưới gốc là phân hữu cơ và trên kết hợp với canxi bo để nó sau này cái hoa ấy, nó nở nó có canxi thì nó sẽ giúp cái hoa nó bền hơn và màu sắc nó đẹp hơn, và cái cam bi nhật cũng thế, nó bổ sung cái gọi là bổ sung trung vi lượng cho cây mai. Đấy là có hai công việc chính như vậy, và chúng ta phải phòng ngừa cái bọ trĩ, anh em nhớ chưa, phòng ngừa bọ trĩ trên cây mai này để nó cái những cái nụ này chúng ta này bây giờ nó, sau khi đứng đọt nữa là nó sẽ quay lại nó lại tấn công nụ. Đấy, vấn đề tiếp theo là như thế. Còn khi khi nào mà em sẽ làm cái video để phun canxi bo và cam bi nhật thì em sẽ có cái video thực tế cho anh em xem. Thì cái video ngày hôm nay thì cũng chỉ nói quanh vấn đề là nụ thôi, nụ to nụ nhé, còn nụ bé thì chúng ta đây như em cũng nói hướng dẫn cho anh em rồi đấy, thì chúng ta tỉa bớt những cái lá không có mắt kim, không có nụ, không có nụ thì bây giờ là giờ phải có nụ rồi chứ không phải là mắt kim gì nữa, còn là đoạn là nụ luôn, thì chúng ta tỉa bớt những cái lá này đi để nó dồn sức để nó nuôi nụ cho cây. Còn cây to chúng ta có một kế hoạch vạch định riêng ra là chúng ta chăm theo một cái cách khác, gọi là không kích hoa nữa, và những cây bé chúng ta vừa phải là kích hoa để cho cái nụ của mình nó đạt trước khi là vặt lá. Đây, clip ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ cho anh em một cái vấn đề như thế thôi. Thì chào toàn thể anh em. Thì có video tiếp theo là em sẽ ra thường xuyên từ giờ đến khi mà vặt lá rồi chăm sóc như thế nào thì chia sẻ cho anh em được biết, và anh em mới chơi có thể là áp dụng hoặc là áp dụng và có thể là thấy hay thì có thể chúng ta có thể áp dụng theo với cây của mình. Thì hôm nay đến đây là video đến đây là em kết thúc rồi, xin chào toàn thể anh em.